Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, lời đầu tiên, Sư Quang Hưng xin gửi lời chào và lời chúc an lành đến toàn thể quý Phật tử và gia đình đang theo dõi chương trình Cầu Siêu được phát trực tuyến trên các trang truyền thông của Chùa Ba Vàng. Kính thưa quý Phật tử, từ xưa đến nay, loài người chúng ta có rất nhiều quan điểm khác nhau về cảnh giới sau khi chết. Có quan điểm cho rằng chết là hết. Có quan điểm cho rằng chết xong là xuống suối vàng. Có quan điểm lại cho rằng chết rồi được sinh lên thiên đàng ở với Chúa. Có quan điểm lại cho rằng người chết xong lại tái sinh làm người. Lợn chết rồi lại tái sinh làm lợn. Chim chết rồi lại tái sinh làm chim, vân vân. Nói chung là có rất nhiều quan điểm khác nhau về cảnh giới sau khi chết. Vậy vì sao lại sinh ra nhiều quan điểm như vậy? Đó là do loài người chúng ta không thật sự biết rõ về việc chết đi về đâu. Từ đó, dùng tư duy, suy luận, cái thấy của một số cá nhân hoặc một nhóm người để đánh giá, nhận xét về việc này một cách sai lầm. Với trí tuệ giác ngộ của Đức Phật của chúng ta đã thấy rõ như chân, như thật về cảnh giới sau khi chết. Cái thấy biết đó còn được lưu lại trong kinh sách. Sau đây, Sư xin trình bày để đại chúng cùng hiểu rõ hơn về cảnh giới sau khi chết của một chúng sinh. Kính thưa đại chúng, theo lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chết không phải là hết. Mà một chúng sinh nếu chưa giải thoát thì sau khi chết có thể sinh về một trong sáu cõi sau. Thứ nhất là cõi trời, chúng ta hay gọi là chư thiên. Ở đây thì họ rất sung sướng, an lạc, là nơi sinh về của những người hay chúng sinh mà khi sống tạo nhiều phước đức. Như họ biết bố thí và hoan hỷ với việc bố thí, biết quy y Tam Bảo, chăm chỉ giữ gìn giới pháp, hoặc người đó tu tập 10 thiện nghiệp, hoặc là chứng được các tầng thiền trong Phật giáo. Thứ hai là cõi Atula, chúng ta gọi là thần linh. Cõi này phước báu gần bằng cõi trời, cũng rất sung sướng. Nhưng chỉ khác một điều là ở cõi này, chúng sinh hay tranh đấu, liên miên, bất ổn. Ở cõi này thì Atula nam rất xấu xí, ngược lại Atula nữ thì lại rất là xinh đẹp. Cõi này là nơi sinh về của những chúng sinh khi sống có tu tập, tạo phúc, nhưng tâm còn nhiều chấp trước và sân giận. Thứ ba là cõi người, là cõi mà chúng ta đang sinh sống đây, có sướng, có khổ và muôn chuyện như chúng ta thấy. Nhưng muốn sau khi chết được sinh về cõi người thì ít nhất người đó cũng phải quy y Tam Bảo và giữ gìn tốt năm giới của người Phật tử tại gia. Và đây là ba cảnh giới được gọi là ba cõi lành. Thứ tư là cõi súc sinh, như các loài trâu, bò, lợn, gà, chim, cá, run dế. Cõi này là nơi sinh về của những chúng sinh khi sống có nhiều tham dục và si mê. Thường thì những loài súc sinh chỉ sinh ra để trả nghiệp cũ, chỉ một số ít là có thể tạo nghiệp mới trong thân súc sinh. Thứ năm là cõi ngạ quỷ, hay còn gọi là hương linh, vong hồn, hương hồn, cô hồn, vất vượng, lang thang, đói khát, mình còn gọi là ma vậy. Cõi này là nơi sinh về của những chúng sinh khi sống tham lam, bòn sẻn, chỉ biết ích kỷ lo cho mình mà không biết bố thí giúp đỡ ai cả. Hôm nay chúng ta đi cầu siêu hầu hết là cho các chúng sinh trong cõi này. Thứ sáu là địa ngục, là cõi khổ đau nhất, là nơi mà chúng sinh trước đó đã làm các việc cực ác như phá hoại Tam Bảo, xua đuổi chúng tăng, bất hiếu cha mẹ, phá giới phạm trai, không biết sám hối sửa đổi thì phải sinh vào đây để chịu trả quả báo đau khổ vô cùng, lâu dài vô tận. Ba cảnh giới này gọi là ba cõi ác hay gọi là cõi dữ. Sáu cõi giới này được gọi là sáu nẻo luân hồi. Thứ nữa, các sư xin giải thích cho chúng ta hiểu cầu siêu là gì. Cầu là tâm mong cầu của chúng ta. Siêu là đi khỏi, đi ra, thoát khỏi. Cụm từ cầu siêu là để chỉ cho tâm mong cầu của con người đối với người chết, mong cho vong linh người đã chết. Trong đó có thể là thân nhân của nhà mình vừa mới qua đời, hoặc các vong linh mà trong quá khứ mình đã ác hại họ
được thoát khỏi chỗ khổ sang một chỗ an lành hơn. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta cần hiểu rằng không phải sau một buổi lễ cầu siêu mà người thân chúng ta được bay lên, tái sinh lên cõi trời hay cõi người ngay, mà chúng ta cần hiểu đơn giản, siêu tức là được lên một cảnh giới bớt khổ hơn cảnh giới trước. Ví như chúng ta đang đói, đang khát mà được ai đó cho ăn uống thì đó cũng được gọi là siêu khỏi trạng thái đói khổ đấy ạ. Vong linh ngạ quỷ đang bị đói khổ, thân nhân tạo phúc trong buổi lễ cầu siêu, hồi hướng cho vong linh thì vong linh bớt đi sự đói khổ hoặc hết đói khổ để có được cuộc sống của cõi thần, hoặc do lượng phúc báu của gia đình tạo ra hồi hướng trong buổi lễ quá lớn thì còn có thể được tái sinh lên cõi trời hưởng phúc tốt đẹp. Trong kinh Đức Phật nói là thoát kiếp ngạ quỷ sinh về thiên cung, tức là thoát kiếp ngạ quỷ đói sinh lên trời sống trong cung điện sung sướng, hoặc cũng được gọi là cung trời. Sư sẽ lấy ví dụ như gia đình chúng ta có người thân đói khổ, nếu chúng ta có điều kiện thì sẽ cho họ nhiều tiền và tài sản thì họ có thể thoát nghèo, trở nên khá giả ngay. Còn nếu gia đình mình cũng không dư giả gì nhiều nên chỉ giúp họ được một ít thì họ chỉ được một bữa ăn hoặc đỡ nghèo hơn một chút, thì cầu siêu cũng là như vậy. Kính thưa đại chúng, cầu siêu là phương pháp tâm linh mà duy nhất chỉ trong đạo Phật mới có. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật giảng rất rõ về phương pháp làm sao cho thân nhân nhà chúng ta được siêu thoát khỏi cảnh giới khổ. Sư xin trích lược một số đoạn kinh để đại chúng nắm được. Ví dụ thứ nhất là trong kinh Chuyện Nữ Ngạ Quỷ Serini. Câu chuyện này kể về một cô gái giang hồ tên là Serini. Khi Đức Phật đang giáo hóa tại quốc độ Câu Lâu, dân chúng ở đây rất tin kính Đức Phật và tăng đoàn. Một số người đã khuyên cô gái nên cúng dường chư tăng, nhưng nàng đã từ chối và nói những lời miệt thị như: sao tôi phải cúng dường lễ vật cho các sa môn chọc đầu này chứ? Sao tôi lại phải từ bỏ một thứ gì đó vì con người vô dụng ấy? Với ác hạnh đó, sau khi từ trần, nàng tái sinh là một nữ ngạ quỷ ở sau hào lũy của một tường thành nơi biên địa, có hình hài xấu xí, được thể hiện qua các vần kệ hỏi như sau: trần truồng và xấu xí hình dung, hốc hác và thân thể nổi gân, người ốm yếu xương sườn lộ rõ, ngươi là ai hiện đến đây chăng? Sau đó nữ ngạ quỷ gặp được một vị cư sĩ tại gia làm nghề buôn bán. Nó đã nhờ vị cư sĩ này nhắn với mẹ mình lấy số tài sản mà mình đã cất giấu lên đến 400.000 đồng tiền vàng để cúng dường Đức Phật cùng tăng chúng để hồi hướng. Nhờ phước thiện cúng dường đó mà Serini được thoát kiếp ngạ quỷ, sinh về cõi trời, trở thành một thiên nữ vô cùng xinh đẹp. Điều đó được thể hiện qua các vần kệ sau: xin mẹ nàng dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến cho nàng, chúc bà được sống đời trường thọ. Khi mẹ nàng dâng lễ cúng dường, hồi hướng về nàng phần phước đức, thỏa nguyện nàng hạnh phúc hân hoan. Do vậy bà dâng lễ cúng dường, phước phần hồi hướng đến tên nàng, tức thì nữ quỷ liền an lạc, hạnh phúc dung nhan đẹp lạ thường. Kính thưa quý Phật tử, qua đoạn kinh trên đây chúng ta thấy người thân của chúng ta sau khi chết, họ rất mong muốn thân quyến của mình tạo phước hồi hướng đến cho họ. Mặc dù khi còn sống có thể họ không biết đến Phật Pháp và thậm chí còn phỉ báng. Vì sao vậy? Đó là do sau khi chết phải chịu những quả báo khổ đau như cõi ngạ quỷ, thì lúc này mới biết chỉ có Tam Bảo mới cứu được mình thôi, như nữ ngạ quỷ trong đoạn kinh trên vậy. Và qua đoạn kinh trên chúng ta thấy rõ được việc cúng dường hồi hướng đến cho các vong linh là vô cùng lợi ích. Nữ ngạ quỷ được sinh thiên ngay sau khi mẹ nàng cúng dường hồi hướng phúc đến tên nàng. Và ví dụ tiếp theo sư xin được đưa ra đó là trong kinh Địa Tạng. Đức Phật dạy rằng như có người nam cùng người nữ nào cho lúc sanh tiền không tu tạo nhiều phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người này mạng chung, hàng thân quyến, kẻ lớn, người nhỏ vì người chết ấy mà tu tạo phước lợi,
làm tất cả các việc về thánh đạo. Thời trong 7 phần công đức, người chết nhờ đặng 1 phần. Còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Kính thưa đại chúng, qua đoạn văn kinh trên cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta làm phước hồi hướng cho người thân của chúng ta, nếu tạo được 7 phần công đức thì người mất được 1 phần, còn người sống chúng ta được 6 phần công đức. Thưa quý Phật tử, đó là đoạn kinh mà Đức Phật dạy cho chúng ta làm phước hồi hướng cho người thân, thì trong 7 phần công đức tạo ra, người mất được 1 phần, còn người sống chúng ta được 6 phần công đức. Cho nên việc làm cầu siêu cho người mất sẽ sinh phúc báu cho người sống. Đó chính là nhân quả của lòng thương mến, của sự cứu độ, của sự giúp đỡ người mất, khiến họ được bất khổ, thì quả phúc người cứu cũng được tăng trưởng. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng đi cầu siêu làm phước mình không được lợi ích gì, mình được nhiều lắm, những 6 phần phước cơ mà. Đấy, thế nên là các quý Phật tử, chúng ta cúng dường làm phúc hồi hướng cho người mất thì người mất sẽ được hưởng phúc tương ưng với số phúc mà chúng ta tạo ra. Và trong bài kinh Phúc Báo 6 phần, Đức Phật cũng có dạy rằng phúc báo được gồm ra bởi 6 phần, 3 phần được tạo ra từ người nhận cúng dường và 3 phần được tạo ra từ món vật cúng dường và tâm người cúng dường. 3 phần từ người cúng dường gồm có số người nhận và phẩm chất của người nhận. Với số lượng người nhận đông, người nhận là những người giác ngộ, là người đã chứng thánh quả, hoặc những người chân thật phạm hạnh, chân thật tu hành, tinh nghiêm giới luật, chăm chỉ rèn luyện thân tâm, đoạn trừ tham ái, sân giận, si mê, thì sẽ sinh ra được nhiều phước báu cho thí chủ cúng dường. Nhưng nếu cũng với số vật thực công đức tương tự đó mà cúng dường cho những người lười biếng, không tu tập, buông lung giải đãi, mê tín tà kiến, thì phước được rất ít hoặc có thể còn bị tổn giảm. Kính thưa quý Phật tử và bà con, chư tăng chùa Ba Vàng luôn tập trung tu tập, giúp nhau trau dồi giới đức, thực hạnh hạnh Đầu Đà theo lời Đức Phật dạy. Nên có thể nói chư tăng lúc nào cũng như an cư tu tập, đem phúc lành hồi hướng cho chúng sinh. Vì vậy mà nhiều gia đình sau khi cúng dường cầu siêu về chùa hồi hướng cho các hương linh thì cả kẻ còn và người mất đều được lợi ích lớn. Kính thưa đại chúng, trong bài kinh Phước Báo 6 phần, Đức Phật lại dạy trong 6 phần phước báo tạo ra có 3 phần từ vật cúng dường và tâm người cúng dường. Có nghĩa là thứ nhất, vật cúng dường này có phù hợp với người tu hay không? Nếu không phù hợp với người tu, ví dụ như cúng dường rượu, thuốc lá thì không có phước. Thứ hai, tâm người cúng dường cần tin nhân quả, cung kính Phật, cung kính giáo pháp của Đức Phật, cung kính bậc chân tu phạm hạnh. Mong cho quý sư được an ổn tu hành, sớm thành tựu thánh quả, gìn giữ truyền bá giáo pháp, cứu khổ cho chúng sinh. Mong cho mình và chúng sinh được nương tựa Tam Bảo để được hạnh phúc giác ngộ giải thoát. Tâm của người cúng dường như vậy sẽ sinh ra nhiều phước. Kính thưa quý Phật tử và bà con, từ lời Đức Phật dạy như vậy, chúng ta nên biết việc vong linh được thoát khổ nhiều hay ít là phụ thuộc vào vật phẩm cúng dường của gia đình và tâm của gia đình. Kính thưa quý Phật tử, thưa bà con, nhiều người khi nghe các sư phân tích những lời kinh Phật dạy như trên thì lại cho rằng các sư gợi ý gia đình phải cúng dường thì các vong linh mới siêu thoát. Kính thưa đại chúng, từ xưa đến nay, chùa Ba Vàng làm tất cả các lễ không bao giờ gợi ý đòi hỏi về tiền bạc, cũng không bao giờ đặt giá lấy bao nhiêu tiền, dù một đồng cũng không đòi hỏi. Nhưng vì thực sự để làm lợi ích cho vong linh, theo đúng lời dạy của Đức Phật, Ngài dạy về phương pháp để giúp cho vong linh nhà chúng ta có phước báu mà siêu thoát, gia đình chúng ta phải cúng dường Tam Bảo mới có phước báu để hồi hướng cho vong linh. Nếu gia đình chúng ta không tác phước cho vong linh thì vong linh lấy đâu ra phước báu? Chư Phật cũng không thể tự cho phước chúng sinh được cơ mà. Nếu cho được thì Ngài đã cho hết tất cả rồi, có phải không ạ? Như vậy đâu còn ai phải khổ, phải đọa lạc nữa. Bởi các Ngài chỉ là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng cây phước, kết nên quả phước cho chúng sinh. Chúng sinh không gieo trồng thì không có phước được. Các Ngài là thửa ruộng, chúng sinh là người gieo trồng. Ai gieo thì người ấy gặt,
không gieo thì không gặt, phước báu cũng y như vậy đó. Kính thưa đại chúng, phước báu do chúng ta gieo trồng, tu tạo các việc thiện mà có, như bố thí, cầm quả, cúng dường, giữ giới, học pháp. Vì vậy, chư Tăng phải nói ra, phải đúng lời Đức Phật dạy. Nếu như các sư không nói, thì gia đình chúng ta không biết phương pháp mà làm. Đến khi lễ xong rồi mà vẫn thấy vong linh nhà mình về kêu đói, kêu khổ, thì lại trách các sư làm lễ không linh. Điều đó là không đúng đâu, bởi lẽ mình không tác phước cho vong linh, nên vong linh không thể có phước báu mà thoát khổ được. Bổn phận của các sư là truyền tải lời Đức Phật đến cho Phật tử, bà con thực hành. Còn việc có thực hành hay không là tùy duyên của Phật tử và bà con. Khi Phật tử và bà con tham dự lễ cầu siêu, thì chư Tăng bình đẳng chứng minh công đức của người cúng dường và bình đẳng hồi hướng công đức tu tập của chư Tăng đến cho gia đình và các vong linh. Chư Tăng bình đẳng quy y và khai thị cho các vong linh. Các vong linh và gia đình sẽ tùy duyên theo tâm kính tín và phẩm vật cúng dường của gia đình mà sẽ được hưởng phúc báu. Quý Phật tử về chùa làm lễ cầu siêu thì có cúng dường hay không cúng dường, các sư vẫn làm lễ cho gia đình và vong linh như nhau. Cho nên gia đình và chúng ta yên tâm nhé. Kính thưa quý Phật tử, trong khi quý thầy làm lễ cầu siêu thì chúng ta nên để điện thoại về chế độ rung hoặc im lặng hoặc tắt máy, không nên để âm thanh khiến ảnh hưởng đến phần tâm linh trong buổi lễ. Tất cả các Phật tử hôm nay dự lễ cầu siêu, dù có cúng dường hay không cúng dường, dù cúng dường ít hay cúng dường nhiều, nhưng chúng ta cần phải nhất tâm, tha thiết với tâm niệm, mong muốn cho vong linh được phúc báu, được nghe kinh, nghe chư Tăng khai thị để giác ngộ sự thật và được nương tựa vào tam bảo tu hành mau thoát khổ. Trong lúc các thầy làm lễ thì tất cả Phật tử chúng ta đều nên giữ tâm, hướng tâm mong cầu như thế. Chúng ta chú tâm lắng nghe quý thầy khai thị, tụng kinh sẽ khiến cho vong linh họ hoan hỷ, lắng nghe và như vậy giúp cho họ được giác ngộ. Nhờ giác ngộ mà họ được tăng thêm phước báu. Chúng ta càng nhất tâm bao nhiêu thì vong linh họ càng hoan hỷ và được lợi ích lớn. Nếu khi các sư khai thị cho vong linh, quý Phật tử làm việc này, việc kia, tâm để chỗ này, chỗ kia thì các vong linh gia tiên nhà mình, người ta không vui, người ta sẽ mất tập trung. Riêng đối với các vong linh oan gia trái chủ, có thể người ta sẽ sân giận với tín chủ, sẽ không tốt cho vong linh và tín chủ. Ví như khi chúng ta ốm phải gặp bác sĩ hướng dẫn cho con mình cách chăm sóc cho mình, cách sắc thuốc, nhưng con mình cứ mãi chơi điện thoại không để ý, đến khi về chăm sóc mình thì lại không biết cách, làm mình mệt hơn. Như vậy chúng ta có tức không? Thì việc ảnh hưởng của quý Phật tử với các vong linh cũng như vậy đó. Kính thưa quý Phật tử, lát nữa trong buổi lễ cầu siêu có phần quý thầy hướng dẫn các gia đình quỳ gối đối trước tam bảo, bạch thỉnh vong linh về chùa cầu siêu và tác bạch phát nguyện cúng dường tam bảo để hồi hướng phước báu cho các vong linh. Khi đó quý Phật tử chúng ta tự mình bạch thầm trong tâm thôi, để chư Phật chứng minh, tam bảo chứng minh, hồi hướng phúc cho gia đình và vong linh. Các vị hộ pháp chứng biết, các vong linh được hoan hỷ, không cần khấn ra thành lời ồn ào động chúng. Chư Phật cùng các vị hộ pháp, các vị vong linh đều chứng biết do sự cúng dường của chúng ta, gọi là tâm xuất Phật biết. Ai cúng dường dù chỉ là một đồng thì chúng ta cũng quỳ bạch cho trang nghiêm nhé. Kính thưa toàn thể đại chúng, sư mong rằng tất cả những ai tham dự lễ cầu siêu hôm nay đều sẽ thành tựu được tín tâm với Đức Phật, với chánh pháp và chúng tăng, thành tựu được tín tâm với con đường diệt khổ mà Đức Phật đã chứng đắc truyền giảng để cứu độ chúng sinh. Sự tín tâm chân thật này sẽ đem đến lợi ích giác ngộ và phước báu to lớn cho các tín chủ trong hiện đời này và vô lượng kiếp sau. Nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho hết thầy quý Phật tử và gia đình đạt được nhiều lợi ích, nhất là sau khóa lễ tâm linh này. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên chư Đại Đức Tăng, chúng con xin thành kính tri ân ân đức của chư Đại Đức Tăng đã hướng dẫn, giải thích một số vấn đề liên quan đến khóa lễ cầu siêu để hàng Phật tử chúng con được hiểu rõ hơn và biết cách chuẩn bị tâm trước khi bước vào khóa lễ. Giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư Đại Đức Tăng quang lâm tác lễ cầu siêu cho các gia đình chúng con được thừa hưởng ân đức từ nơi tam bảo. Thỉnh đại chúng đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm, niệm hồng danh Phật để cung đón chư Đại Đức Tăng quang lâm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Soi khắp vùng quần xanh.
Dưới định tuệ ba môn giải thoát, tòa hương thơm bát ngát đại thiên, mang chánh pháp mọi miền chúng hưởng. Đệ tử con tâm tưởng Như Lai, dưới Phật đài thành tâm kinh lễ. Thỉnh mười phương tam thế chứng minh, chúng con phát nguyện tu hành. Dương ý chí tâm cầu giải thoát, tâm giác ngộ tỏa hương ngào ngạt, dâng cúng dường chư Phật Thế Tôn. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo đại nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ trì theo oai lực Phật vân tập về nơi pháp hội ngày hôm nay, theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Khải bạch Tam Bảo, duyên nay là ngày 30 tháng 7 năm Quý Mão, có các tín chủ thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài nước mong nguyện nương tựa Tam Bảo, oai đức chúng tăng, cứu độ cho thân nhân quá vãng cùng các vong linh hữu duyên với gia đình. Đồng thời, các tín chủ cũng mong cầu được phúc báu và bình an cho toàn thể gia quyến, đệ tử chư tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên sư phụ, sự cắt cử của Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Thể theo lời thỉnh cầu của các tín chủ, chúng con xin lập đàn táp pháp cầu siêu độ cho các vong linh. Chúng con nguyện xin sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật, chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, sự ủng hộ của chư hộ pháp, chư thiên, chư thần linh, khiến cho tất cả các chúng trong cõi tâm linh mà các tín chủ đã bạch thỉnh về chùa Ba Vàng dự lễ cầu siêu hôm nay, giờ này được vân tập về nơi pháp hội tại chánh điện chùa Ba Vàng, nghe kinh thính pháp, thọ tài ẩm thực, nhận phần phước báu từ sự thành kính cúng dường của tín chủ mà được quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tu theo chính pháp, sớm thoát khổ đau. Chúng con kính thỉnh Tam Bảo chứng minh và gia hộ, xin thỉnh chư Phạm Thiên Đế Thích, Tứ Thiên Vương chúng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương, hết thảy thiện thần đồng ủng hộ cho đàn lễ được viên mãn công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại từ đại xa cứu hạ thương, thương đẹp sáng khởi dùng trắng nghiêng chúng con chỉ tâm
thành thành đế. Chỉ tâm đảnh đế ơi tất cả chư Phật ba đời tốt hư không tâm phàm ở dưới. Chỉ tâm đảnh lễ ơi tất cả chánh pháp ba đời tốt hư không tâm phàm ở dưới. Chỉ tâm đảnh lễ ơi tất cả tâm bằng hiền thánh ba đời tổ thứ không tham phàm ở dưới. Phạm Phật số màu chẳng gì hơn trong ngàn muốn kia mà khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gì là giữ nguyện hiểu nghĩa chân đứng Thế Tôn Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính cung thỉnh trên chư tăng an tọa nơi bàn chứng minh. Xin mời quý Phật tử đồng an tọa. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, bà con nhân dân. Vừa rồi đại chúng chúng ta đã được nghe thầy MC hướng dẫn qua video về ý nghĩa và lợi ích của khóa lễ cầu siêu. Giờ này kính thỉnh toàn thể đại chúng đồng nhất tâm để chúng ta vào chính lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính bạch mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng cùng hiện tiền chư Tăng, chúng con xin nương oai đức của Tam Bảo, oai lực của chư vị hộ Pháp, triệu thỉnh các chúng sinh trong cõi tâm linh về nơi Pháp hội. Chúng con cũng xin cho tất cả các tín chủ hiện diện tại Pháp hội và đang tham gia trực tuyến được bạch thỉnh các vong linh về Pháp hội này để được bày tỏ tâm yêu thương và mong muốn đem lợi ích cho các chúng hữu duyên với tín chủ. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này xin thỉnh các tín chủ nhất tâm theo lời chư tăng hướng dẫn để từ bạch thỉnh vong linh về Pháp hội một lần nữa. Các tín chủ ở tại Pháp hội sẽ bạch theo giấy, còn các tín chủ đang tham gia trực tuyến thì bạch theo chữ hiện trên màn hình. Các tín chủ nào không tham dự lễ cầu siêu được thì các thầy cũng đã bạch đầy đủ các mục tâm linh mà gia đình đã gửi về chùa giúp cho các tín chủ rồi. Vậy nên là tất cả các tín chủ chúng ta đã gửi danh sách về chùa thì chúng ta cũng yên tâm nhé. Kính thưa các quý Phật tử cùng bà con nhân dân, danh sách các tín chủ gửi về, nhà chùa đã nhận được đầy đủ và chư Tăng đã bạch thỉnh từ hôm qua.
tất cả các vong linh đã được bạch thỉnh hết rồi. Thế nên hôm nay trong buổi chính lễ này, Chư Tăng chỉ tuyên lại một số trường hợp đặc biệt vì số lượng các gia đình đăng ký làm lễ nhiều, còn thời lượng của khóa lễ lại có hạn, nên Chư Tăng không thể đọc lại hết tên được. Vậy nên các tín chủ thông cảm. Về phần tâm linh và hướng phước báu thì đã được đầy đủ. Những trường hợp nào sót, quý Phật tử hoan hỷ nhắn lại để kỳ sau Chư Tăng bạch. Nếu quý Phật tử trực tiếp về chùa mà sau 8 giờ sáng thì Chư Tăng đã bạch Phật triệu vong rồi nên không làm được nữa. Quý Phật tử muốn cầu siêu thì để lần sau. Nếu không để lần sau thì quý Phật tử tự cho tịnh tài vào hòm công đức rồi hồi hướng. Chư Tăng chúng con xin nương ân đức trên Sư Phụ, tịnh đức chúng Tăng, oai lực Tam Bảo, bạch thỉnh hết thảy các chúng chư thiên, chư thần, chư vong linh mà các tín chủ đã bạch thỉnh về chùa cầu siêu ngày hôm nay, được đồng về trong Pháp hội, chúng con xin được nhất tâm bạch thỉnh. Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Ơi nhẫn tâm chiếu thỉnh sơ phen chiếu thỉnh hương hoa nghênh hương hoa thỉnh Nam Mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng nguyện đứng từ tôn từ bi phong ngọc hào quang tiếp chiếu đẳng đẳng chư vị chư thiên chư thần linh cùng chư vong linh oan gia trái chủ, vong linh thai nhi, các vong linh giá tiên tiền thổ, vong linh ở trên đất ở, các vong linh theo bùa chú tả kiến hợp duyên với các tín chủ, các vong linh mới quá vãng còn trong 49 ngày mà các gia đình tín chủ đã đăng ký danh sách thỉnh chư tăng tác lễ cầu siêu hôm nay. Vong linh Phạm Ngọc Huệ thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Tuất, vong linh Trần Mạnh Nho thuộc gia đình tín chủ Mai Thị Dần, vong linh Bùi Ngọc Viễn thuộc gia đình tín chủ Bùi Thị Oanh, vong linh Vòng Văn Huỳnh thuộc gia đình tín chủ Đặng Tài Mũi, vong linh Đặng Thị Vượng thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hồng, vong linh Nguyễn Đức Phi thuộc gia đình tín chủ Hoàng Thị Đang, vong linh Âu Văn Luận thuộc gia đình tín chủ Âu Thị Huế, vong linh Vũ Thị Thoi thuộc gia đình tín chủ Đào Thị Loan, vong linh Đinh Văn Mạnh thuộc gia đình tín chủ Đinh Minh Nguyệt, vong linh Nguyễn Thị Lự thuộc gia đình tín chủ Tiêu Thị Hạnh, vong linh Lê Thị Dị thuộc gia đình tín chủ Lê Đức Luân và Lê Thị Hoa, vong linh Nguyễn Văn Vĩnh thuộc gia đình tín chủ Tạ Thị Làn, Nguyễn Thị Thu Hà, vong linh Lê Thị Lẫy thuộc gia đình tín chủ Vũ Thị Biển, vong linh Lê Văn Kế thuộc gia đình tín chủ Lê Thị Hải, vong linh Phạm Thị Huê thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Thu Hương, vong linh Trần Thị Lê thuộc gia đình tín chủ Vũ Thị Loan, vong linh Vũ Văn Lập thuộc gia đình tín chủ Hà Thị Liên, vong linh Ngô Bá Luyện thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Lan, vong linh Nguyễn Văn Hương thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Duyên, vong linh Trương Thị Lan thuộc gia đình tín chủ Phan Thị Điệp, Phan Thị Chi, Phan Thị Thu, vong linh Lương Văn Thức thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hương, vong linh Nguyễn Văn Trâm thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Tuyển, vong linh Đỗ Mạnh Hà thuộc gia đình tín chủ Ngô Thị Lập, vong linh Lê Thị Huyên thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Thu Hằng, vong linh Vũ Thị Khuy thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Trầm, vong linh Đỗ Thanh Hải thuộc gia đình tín chủ Đỗ Thị Thu Hà, vong linh Nguyễn Quang Huy thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Lan Phương, vong linh Đinh Thị Ngán thuộc gia đình tín chủ Đinh Hữu Thành, Vũ Thị Bay, vong linh Chu Văn Tậu thuộc gia đình tín chủ Trần Văn Mỹ, vong linh Trịnh Thị Dung thuộc gia đình tín chủ Vũ Thị Kiều Giang. Kiều Thịnh, vong linh Đỗ Văn Hải thuộc gia đình tín chủ Đỗ Thị Kim Dung, vong linh Phan Văn Khoa thuộc gia đình tín chủ Võ Thị Vân Hà, vong linh Đào Thị Kiều thuộc gia đình tín chủ Hoàng Thị Tìm, vong linh Hoàng Long thuộc gia đình tín chủ Đào Thị Thu Hương, vong linh Nguyễn Thị Mị thuộc gia đình tín chủ Cáo Văn Sang, Vũ Thị Toan, vong linh Phạm Văn Vở thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Hằng, vong linh Vũ Trọng Thành, Nguyễn Thị Tý thuộc gia đình tín chủ Vũ Đức Trung, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Tuyết, Hoàng Thị Bích Thủy và các con cháu,
Vong linh Lê Thị Họp thuộc gia đình Tín Chủ, Trần Thị Thành và Phạm Văn Khương. Vong linh Thai Nhi 9 tuần tuổi thuộc gia đình Tín Chủ, Đặng Thị Linh. Vong linh Lưu Văn Tú thuộc gia đình Tín Chủ, Lưu Tấn Nghị. Vong linh Ngô Tuấn Anh thuộc gia đình Tín Chủ, Cao Thị Như. Vong linh Lê Thị Lụa thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Thị Thảo. Vong linh Đỗ Thị Cứu thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Thị Hồng. Vong linh An Xuân Ngọc thuộc gia đình Tín Chủ, Phạm Thị Luân. Vong linh Nguyễn Thanh Tùng thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Minh. Vong linh Hoàng Quỳnh Anh thuộc gia đình Tín Chủ, Hoàng Thị Sao. Vong linh Nguyễn Văn Doanh thuộc gia đình Tín Chủ, Đỗ Thị Hải Yến. Vong linh Nguyễn Trọng Bình Yên thuộc gia đình Tín Chủ, Phan Thị Trúc. Vong linh Nguyễn Duy Nam thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Liệu. Vong linh Cao Thị Thanh thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Thảo. Vong linh Đinh Văn Phẩm thuộc gia đình Tín Chủ, Phạm Thị Xuân. Vong linh Hà Thị Giả thuộc gia đình Tín Chủ, Đặng Thị Đường. Vong linh Nguyễn Thị Lý thuộc gia đình Tín Chủ, Bùi Thị Vi. Vong linh Nguyễn Văn Vượng thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Phú. Vong linh Hoàng Văn Sơn thuộc gia đình Tín Chủ, Hoàng Thị Khuyên. Vong linh Nguyễn Văn Thành thuộc gia đình Tín Chủ, Bùi Thị Gái. Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Văn Trường. Vong linh Tạ Đăng Hễ thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Thu Thảo. Vong linh Trịnh Xuân Bắc thuộc gia đình Tín Chủ, Lý Thị Tuất. Vong linh Thân Hồng Chiêm thuộc gia đình Tín Chủ, Thân Thị Lan. Vong linh Nguyễn Bá Chiến thuộc gia đình Tín Chủ, Hoàng Thị Quế. Cập kỳ triều thình, vong linh Phạm Văn Giót thuộc gia đình Tín Chủ, Lê Thị Hạnh. Vong linh Trần Thanh Thảo thuộc gia đình Tín Chủ, Trần Văn Khuê, Lê Thị Được, Trần Văn Nhật, Đỗ Thị Thanh, Trần Gia Bách. Vong linh Lê Thị Canh thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Dung. Vong linh Ngô Thị Nghĩa thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Minh. Vong linh Nguyễn Văn Quân thuộc gia đình Tín Chủ, Trần Thị Tuyết. Vong linh Nguyễn Thị Minh thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Huyến. Vong linh Nguyễn Đức Thăng thuộc gia đình Tín Chủ, Phan Thị Khương. Vong linh Nguyễn Thanh Hà thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Văn Huy. Vong linh Lương Văn Mùi thuộc gia đình Tín Chủ, Lương Anh Tuấn. Vong linh Trần Thị Khánh thuộc gia đình Tín Chủ, Dương Quốc Bình. Vong linh Trần Thị Miến thuộc gia đình Tín Chủ, Lê Văn Hòa. Vong linh Phạm Văn Vê thuộc gia đình Tín Chủ, Phạm Thị Khánh Vân. Vong linh Bùi Thị Xuân thuộc gia đình Tín Chủ, Phó Thị Nhã. Vong linh Đỗ Văn Bảy thuộc gia đình Tín Chủ, Đỗ Thị Tị. Vong linh Kiều Thị Tẹo thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Bích Nga. Vong linh Phạm Thị Nhớ thuộc gia đình Tín Chủ, Lê Văn Lăng, Phạm Thị Nhung. Vong linh Nguyễn Văn Hợi thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Tâm. Vong linh Nguyễn Duy Pha thuộc gia đình Tín Chủ, Hạ Thị Chiến. Vong linh Hoàng Thị Lục, Trần Thị Hùng thuộc gia đình Tín Chủ, Hoàng Thị Hằng. Vong linh Nguyễn Đình Quang thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Lan. Vong linh Lê Thị Phát thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Vân. Vong linh Trần Thị Trạch thuộc gia đình Tín Chủ, Trần Thị Phúc. Vong linh Phạm Văn Tiện thuộc gia đình Tín Chủ, Cao Thị Thúy. Vong linh Ngô Đăng Thơ thuộc gia đình Tín Chủ, Trần Thị Sang. Vong linh Hà Anh Sơn thuộc gia đình Tín Chủ, Hà Quang Phúc. Vong linh Nguyễn Văn Nhật thuộc gia đình Tín Chủ, Trử Thị Hằng. Vong linh Trần Tiến Hòa thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Ngọc Dậu. Vong linh Hoàng Thị Nội thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng và các con cháu. Vong linh Nguyễn Vi Vượng thuộc gia đình Tín Chủ, Đỗ Thị Thanh Tú. Cập kỳ triều thỉnh, đảng đảng chư vong linh. Vong linh Nguyễn Văn Minh thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Thị Hà. Vong linh Nguyễn Ngọc Chuân thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Trang. Vong linh Lý Văn Luân thuộc gia đình Tín Chủ, Phan Thị Thanh Thủy. Vong linh Đàm Thị Cầu thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Hiền. Vong linh Nguyễn Quang Huy thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Lành. Vong linh Nguyễn Thị Cậy thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Hà Phương. Vong linh Nguyễn Như Hảo thuộc gia đình Tín Chủ, Hoàng Thị Tố Nga. Vong linh Đặng Thị Dung thuộc gia đình Tín Chủ, Đặng Đức Sinh và Nguyễn Thị Cách. Vong linh Thai Nhi khoảng 7 tuần tuổi thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Nhung. Vong linh Trần Thị Ngân thuộc gia đình Tín Chủ, Bùi Kim Thúy. Vong linh Nguyễn Thị Ti thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Thanh Hà. Vong linh Tạ Thị Hợi thuộc gia đình Tín Chủ, Tạ Thị Sim. Vong linh Nguyễn Tiến Cư thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Thu Hằng. Vong linh Nguyễn Văn Hợi thuộc gia đình Tín Chủ, Hồ Thúy Hương. Vong linh Nguyễn Văn Điều thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Thị Ngọc. Vong linh Nguyễn Bích Phượng thuộc gia đình Tín Chủ, Nguyễn Văn Diệp và Hoàng Thị Kim Vinh. Vong linh Quang A Cạt Su Chin thuộc gia đình Tín Chủ, Vũ Thị Linh. Vong linh Lê Văn Thịnh thuộc gia đình Tín Chủ, Lê Thị Hương. Vong linh Nguyễn Văn Dũng thuộc gia đình Tín Chủ, Đỗ Thị Phương.
vong linh Nguyễn Thị Kim Quyến thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Bích Hồng, vong linh Vũ Thư Lâm thuộc gia đình Tiên Chủ Vũ Thị Hồng, vong linh Đàm Thị Tranh thuộc gia đình Tiên Chủ Tạ Thị Thanh Khuyên cùng gia quyến, vong linh Vũ Từ Ô thuộc gia đình Tiên Chủ Vũ Hải Bằng, vong linh Đoàn Văn Hiếu thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thị Xuyến, vong linh thai nhi 5 tuần tuổi thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Phương Lan, vong linh Trần Thị Quý thuộc gia đình Tiên Chủ Lê Thị Yến, vong linh Trần Văn Hùng thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Văn Cường, vong linh Nguyễn Đình Trực thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Đình Khương, vong linh Nguyễn Hữu Quang thuộc gia đình Tiên Chủ Bùi Thị Tâm, vong linh Nhâm Bích Ngọc thuộc gia đình Tiên Chủ Nhâm Thị Hương. Cập kỳ triều thỉnh vong linh thai nhi 7 tuần tuổi Bùi Thọ Anh thuộc gia đình Tiên Chủ Đinh Minh Phượng, vong linh Trần Văn Khang thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Minh Hương, vong linh Nguyễn Ngọc Khánh thuộc gia đình Tiên Chủ Tạ Thị Tuyến, vong linh Nguyễn Thị Hợi thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thị Thêm, vong linh Trần Thị Ngát thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Đức Long, Trần Bích Ngọc, vong linh Nguyễn Trịnh Mạnh Toàn thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Trịnh Tiến Mạnh, vong linh Đàm Thị Hậu thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Phượng, vong linh thai nhi của Phạm Thị Hoan và Đoàn Văn Việt thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thị Hoan, vong linh Lã Văn Hoàng thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Nhàn, vong linh Tống Thị Thanh thuộc gia đình Tiên Chủ Lê Thị Kim Lý, vong linh Trần Văn Chuân thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Thị Đào. Triều thỉnh vong linh Hoàng Thị Nhĩ thuộc gia đình Tiên Chủ Hoàng Thị Bé, Nguyễn Văn Tình cùng con cháu, vong linh Nguyễn Văn Tú thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Thế Công, vong linh Đinh Văn Chức thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Tâm, vong linh Vũ Thị Viễn thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Khơ, vong linh Nguyễn Đức Riễn thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Thanh Mến cùng các em Nguyễn Phúc Bằng, Nguyễn Thị Hiền, vong linh Vũ Văn Hùng thuộc gia đình Tiên Chủ Dương Thị Hà, vong linh Phạm Như Phép thuộc gia đình Tiên Chủ Lại Thị Mão, vong linh Trần Đình Dinh thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Thị Chiến, vong linh Vũ Thị Nam thuộc gia đình Tiên Chủ Vũ Thị Thái, vong linh Phạm Văn Xuyên thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thị Hương, vong linh thai nhi 8 tuần tuổi của Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Văn Lục thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Văn Lục, vong linh Trương Ngọc Tâm thuộc gia đình Tiên Chủ Lượng Thị Lại, vong linh Phạm Quang Mừng thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thị Thủy Trang, vong linh Nhữ Thị Hiền thuộc gia đình Tiên Chủ Phan Thị Hạnh, vong linh Văn Thị Hiếu thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Quý, vong linh Cao Thị Nụ thuộc gia đình Tiên Chủ Cao Trung Thông, Trần Thị Xuân, Cao Thị Thủy, Cao Thị Duyên, vong linh Đới Văn Bình thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Thị Toàn, vong linh Trần Văn Khoảnh thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Thị Thanh Loan, vong linh Nguyễn Trọng Lơ thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Mạnh. Cập kỳ triều thình chư vị vong linh Phạm Thị Tân thuộc gia đình Tiên Chủ Phan Thị Hà, vong linh Nguyễn Tiến Huấn thuộc gia đình Hoàng Thị Né, vong linh Vũ Văn Kiêm thuộc gia đình Tiên Chủ Vũ Thị Tuynh, vong linh Trần Thế Bắc thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Nhung, vong linh Phạm Nguyễn Phương Thanh thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Chuông, vong linh Xuân Gia Hưng thuộc gia đình Tiên Chủ Xuân Thị Đỏ, vong linh Ngô Công Bình thuộc gia đình Tiên Chủ Lê Thị Thanh Thúy, vong linh Trần Thị Hợi thuộc gia đình Tiên Chủ Vương Thị Hồng, vong linh Vũ Thị Mía thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Hương, vong linh Lưu Công Chuyển thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Trinh, vong linh thai nhi 7 tuần tuổi của Nguyễn Thị Thảo thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Thảo, vong linh Mai Thị Kỷ và vong linh thai nhi Mai Ngọc Thanh của mẹ Mai Tâm An thuộc gia đình Tiên Chủ Mai Thị Văn, vong linh Mai Thị Nở thuộc gia đình Tiên Chủ Mai Thị Phương, vong linh Nguyễn Thị Vuốt thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thu Hương, vong linh Đoàn Thị Mai thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Đình Lực, vong linh Cao Văn Thọ thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Thùy, vong linh Đỗ Thị Một thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thanh Toàn, vong linh Nguyễn Văn Re thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Kiều, vong linh Nguyễn Thùy Giải thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Thùy Linh, vong linh Trần Thới thuộc gia đình Tiên Chủ Lê Thị Thanh, vong linh Nguyễn Tấn Duy thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Hà Diệu, vong linh Trần Thới thuộc gia đình Tiên Chủ Trần Thị Bảo, vong linh Nguyễn Văn Hữu thuộc gia đình Tiên Chủ Phạm Thanh Thảo, vong linh Nguyễn Mạnh Tuấn thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Loan, vong linh Vũ Thị Cúc thuộc gia đình Tiên Chủ Vũ Thị Lan, vong linh Đỗ Thị Hiên thuộc gia đình Tiên Chủ Đỗ Thị Yến, vong linh Nguyễn Văn Khân thuộc gia đình Tiên Chủ Lại Thị Thêu, vong linh Tăng Thị Kỳ thuộc gia đình Tiên Chủ Nguyễn Thị Khuyên, vong linh Đặng Đình Đường thuộc gia đình Tiên Chủ Ngô Thị Linh,
Vong linh thai nhi chết lưu của mẹ Phạm Thị Kim Anh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Thu. Cập kỳ triệu thỉnh đẳng đẳng chư vong linh Phạm Thị Hương thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Tuyết. Vong linh Nguyễn Thị Niêm thuộc gia đình tín chủ Đoàn Thị Vinh. Vong linh Nguyễn Thị Hoa thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Nhung. Vong linh Trần Văn Thân thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Vân. Vong linh Nguyễn Văn Tân thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hòa. Vong linh Nguyễn Văn Đậu thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Thơm. Vong linh Phạm Thị Vân thuộc gia đình tín chủ Bùi Thị Lệ Thúy Em. Vong linh Nguyễn Phú Dung thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Kim Thoa. Vong linh Nguyễn Văn Tuấn thuộc gia đình tín chủ Đặng Thị Huệ. Vong linh Biển Xuân Nam Khánh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Định. Vong linh Mai Bá Luân thuộc gia đình tín chủ Mai Thị Mị và Phạm Quang Mến. Vong linh Nguyễn Trần Tuấn Tú thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Mỹ Thiệt. Vong linh Phạm Văn Quang thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Hoài Thơm. Vong linh Hà Văn Luân thuộc gia đình tín chủ Hà Thị Kim Thoa. Vong linh Nguyễn Hữu Thêm thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Minh Hiếu. Vong linh Nguyễn Văn Trọng thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Thanh. Vong linh Nguyễn Văn Thanh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hương. Vong linh Nguyễn Văn Tĩnh thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Thu Huyền. Vong linh Phạm Thị Minh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Hữu Quang Hà. Vong linh Đỗ Đức Hồng thuộc gia đình tín chủ Phí Thị Thủy. Vong linh Nguyễn Đức Mạnh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thùy Dung và Nguyễn Thu Hà. Vong linh Trần Văn Hạnh thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Thanh Trâm. Vong linh Đinh Thị Nhâm thuộc gia đình tín chủ Bùi Thị Thu Hiền. Vong linh Dương Văn Nguyên thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hải. Vong linh Phạm Thị Hà thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Nhiên. Vong linh Nguyễn Hồng Nhật thuộc gia đình tín chủ Hy Thị Thu Hiền. Vong linh Đàm Thị Hậu thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Văn Hoan. Vong linh Nguyễn Thị Kiên thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hoàng Yến. Vong linh Đới Văn Bình thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Toàn. Vong linh Tạ Thị Lợi thuộc gia đình tín chủ Tạ Thị Yến. Vong linh Lương Thị Chậm thuộc gia đình tín chủ Phạm Thị Tin. Vong linh Hà Đặng Đức Linh thuộc gia đình tín chủ Đặng Thị Bích Thủy. Vong linh Phạm Trọng Pha thuộc gia đình tín chủ Trần Thị Nụ. Vong linh Nguyễn Đăng Ngọc Thủy thuộc gia đình tín chủ Dương Thị Thu Huyền. Vong linh Nguyễn Sông Pha thuộc gia đình tín chủ Nguyễn Thị Hồng. Cùng ở hên thấy chư vị trong cõi tâm linh có duyên với pháp hội cầu siêu hôm nay. Giờ này chư vị ở nơi nào nghe chư tăng triệu thỉnh nương oai lực Phật, mau mau đồng vào trong pháp hội. Nhị phen, nhị phen triều thịnh, hương hoa nghênh hương hoa đây lại thịnh. Nam mô Minh Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi, đại nguyện cứu bạt minh độ bổn tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngư nguyện Đức Bồ Tát Từ Bi phong quang tiếp triều đằng đằng các chúng trong cõi tâm linh. Mà chư tăng vừa bành thịnh ở trên hơi này, các chúng hồn phách còn ở nơi nào? Nghe chư tăng triệu thỉnh nương oai lực Bồ Tát hôm nay giờ này, mau mau đồng vào trong pháp hội. Tam phen triều thỉnh, hương hoa nghênh hương hoa lại thỉnh. Nam mô Âm Dương Lượng Lợi Linh Thông Sứ Giả, ngư nguyện Đức Sứ Giả Từ Bi tâm vong triều thỉnh đằng đằng các chúng trong cõi tâm linh. Mà chư tăng vừa bạch thỉnh ở trên hơi này, các chúng hồn phách còn ở nơi nào? Nghe chư tăng triều thỉnh theo tay sứ giả, hôm nay giờ này mau mau đồng vào trong. Ôi, chúng con nay xin nương oai lực Tam Bảo để gia trì mật chú, nguyện cho hết thảy các chúng hôm nay về trong pháp hội
được nương chú lực này mà hết thảy đều được an ổn trong đàn tràng để lắng nghe chư tăng khai thị. Thỉnh chư tăng các miệng đồng lời gia trì mật chú. Phổ triều thỉnh chân Bồ Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Di Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Nam Mô Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Nam Mô Bồ Đề 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 Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Đà Di Đà Di Đà Na Ngã Na Sa Nam Mô Bồ Bồ Đề Di Da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da na ga da za nam mo bo bo re di da di da di da di da na ga da za. Thỉnh chư hộ pháp ủng hộ đàn tràng, nương oai lực Phật sắp xếp cho các chúng chư thiên chư thần trương linh đã được vào trong pháp hội tùy xứ an trụ, nhất tâm đảnh lễ Tam Bảo. Xin mời toàn thể các tín chủ đồng quỳ gối đảnh lễ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo nhất bái. Đại chúng lễ xin một lễ. Đệ tử chúng con xin đại diện cho Tam Bảo, cho tăng chúng chùa Ba Vàng. Chúng con xin thỉnh chư Phật chứng minh và triển chuyển phúc báu phát sinh từ sự cúng dường của các tín chủ đến Tam Bảo, đến tăng chúng chùa Ba Vàng, hồi hướng cho các chúng tâm linh mà tín chủ đã bạch thỉnh. Chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, các đức hộ pháp nhiếp trí cho hết thảy chư vị chư thiên chư thần cùng các vong linh, khiến cho hết thảy các chúng đều được giác ngộ. Nay con xin nương pháp của Phật, nương vào sự giảng dạy của sư trưởng, tùy duyên khai thị cho các chúng về trong pháp hội. Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Các tín chủ đồng an tọa. Thì trước tiên, chư Tăng xin có lời khai thị chung cho thầy các chúng vong linh oan gia trái chủ của các gia đình tín chủ. Thì hỡi này, các chư vị vong linh, vì sao từ trước đến nay chư vị luôn theo các tín chủ đây để báo oán? Đó là vì trong tiền kiếp, trong quá khứ, các tín chủ đây đã từng gây đau khổ cho chư vị trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như về tính mạng, sức khỏe, tài sản, tình cảm, danh dự, vân vân. Từ đó mà chư vị sinh cái tâm oán thù các tín chủ đây. Thế và do cái nguồn tâm oán thù này mà các vị đã theo để tác động báo oán, khiến cho các tín chủ gặp nhiều điều bất như ý ở trong cuộc sống, như là làm cho vợ chồng tín chủ bất hòa, rồi anh em thì không được hòa thuận,
rồi thất thoát tài sản, con cái bất hiếu, hoặc là sự nghiệp bị đổ vỡ, công danh trắc trở, hoặc là ốm đau bệnh tật, tai nạn bất ngờ, vân vân, khiến cho gia đình các tín chủ phải lo lắng, bất an và đau khổ. Thì hỡi này, chư vị vong linh, trước hết các vị cần phải giác ngộ rằng cũng chính cái nguồn tâm sân giận, ác hại đó mà đã khiến chư vị đọa lạc, đau khổ mà nhiều kiếp đến nay vẫn chưa thoát ra được. Đức Phật dạy rằng chúng sinh do vô minh nên tạo tác các ác nghiệp theo nhau trong sinh tử luân hồi để đòi nợ. Ngươi ăn thịt ta thì ta ăn thịt lại ngươi. Ngươi chiếm tài sản của ta thì ta sẽ phá tán tài sản của ngươi. Vì vậy mà oán kết không dứt. Hôm nay thật may mắn cho các chư vị vong linh, nhờ có các tín chủ đây biết đến chính pháp mà chư vị vong linh được về trong pháp hội này. Vậy thì giờ này nếu chư vị đang báo oán các tín chủ trên bất kỳ một phương diện nào thì cũng đều nhất tâm lắng nghe những khai thị của chư Tăng để hóa giải oán kết cho chính mình được lợi ích an lành nhé. Thì tiếp theo chư Tăng sẽ khai thị cho các chúng vong linh cụ thể. Đầu tiên là các vong linh oan gia trái chủ đang tác động trên thân bệnh và tâm bệnh của các tín chủ. Thì trước khi vào khai thị cho các vong linh thì quý Thầy xin có vài lời chia sẻ với các tín chủ. Thì kính thưa đại chúng, ở đây trong quá khứ, trong tiền kiếp thì có thể các quý tín chủ đã làm tổn hại đến tính mạng hoặc là sức khỏe của các vong linh bằng nhiều cách, hoặc là mình đánh đập rồi tra tấn hành hạ để thỏa mãn ác tâm của mình. Đấy, ví dụ như là mình làm cai ngục nhưng mà lại thiếu tình thương với các phạm nhân, lại còn hay hành hình tra khảo họ đấy với những cái hình thức rất là dã man. Đấy, như là dùi sắt nóng vào thân thể rồi kẹp các ngón tay, vân vân. Tức là khiến cho họ phải đau đớn khổ sở, cầu chết không chết được mà cầu sống thì cũng không xong. Hoặc là chúng ta đã từng buôn bán thuốc giả khiến bệnh tình của các vong linh không khỏi mà càng nặng hơn và có thể dẫn đến mất mạng. Hoặc là nuôi dưỡng các vong linh bằng mạng sống của chúng sinh khác khiến cho các vong linh bị đọa lạc. Nên nay các vong linh họ theo quý vị để báo án. Vì vậy trước tiên là đối với các quý tín chủ đây thì quý vị nên khởi tâm chân thành sám hối với các vong linh và mong cho các vong linh được siêu thoát, để các vong linh họ cảm được cái tâm thành của mình mà họ hoan hỷ xả bỏ oán kết nhé. Thì chúng ta vẫn nghe câu gì ạ? Âm được siêu thì dương mới thơ thới. Đấy, các vong linh mà họ được thoát khỏi cái cảnh khổ đấy, không theo mình báo oán đòi nợ nữa, thì các bệnh ở trên thâm, ở trên thân, trên tâm của mình thì mới điều trị nó dễ khỏi được. Thì trên sư phụ của quý Thầy thì cũng từng lấy ví dụ cái thân của chúng ta nó như là cái xe vậy, thế còn các vong linh oan gia trái chủ thì họ giống như là bọn cướp. Đấy, đối với các bệnh do vong linh oan gia trái chủ theo báo oán thì giống như là cái xe mà bị bọn cướp nó chiếm đoạt, nó phá hoại. Đấy, thế thì chúng ta làm các phương pháp như là cúng dường tam bảo, làm các việc phúc thiện, rồi trì trai giữ giới, phóng sinh, rồi cầu siêu, vân vân, hồi hướng phúc báu cho các vong linh oan gia trái chủ để họ được giác ngộ, nhận phần phúc báu siêu thoát và họ không theo hành khổ mình nữa. Thì cũng như cái việc chúng ta đã làm cho bọn cướp rời đi, không chiếm đoạt phá hoại cái xe, tức là cái thân của mình nữa, thì khi ấy cái bệnh của mình nó mới dễ khỏi được. Thế và có những chúng vong linh oan gia trái chủ họ còn có thể tác động đấy, che khiến cho mình đi khám thì không ra bệnh, tìm thì không được đúng thầy đúng thuốc,
bệnh tình dai dẳng. Thế cho nên mà nếu quý tín chủ nào ở trong đây gặp phải những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cũng biết cách để xử trí nhé. Thế còn đối với chư vị vong linh thì chư Tăng nghĩ rằng các vị cũng đang rất là oán hận các tín chủ đây, vì phàm phu chúng sinh ai ai cũng yêu sống cái mạng sống, yêu quý cái mạng sống thân thể của mình. Vậy mà các tín chủ đây đã lỡ đối xử tàn nhẫn với các vị, như vậy thì cũng thật là đáng trách. Tuy nhiên hôm nay thì chư vị cũng cần giác ngộ rằng các tín chủ đây trong tiền kiếp, trong quá khứ đã ác hại các vị cũng là do ác nghiệp của các vị chiêu cảm mà nên. Đức Phật dạy đánh đập, sát hại chúng sinh thì phải chịu cái quả báo là nhiều bệnh tật và thọ mạng ngắn ngủi. Chư vị có cái ác nghiệp này nên trong tiếp cái kiếp đấy thì mới gặp các tín chủ đây để trả quả báo. Thì hôm nay các tín chủ đây được học lời Phật dạy qua sự khai thị của chư Tăng thì phần nào biết tội lỗi của mình đã gây ra cho chư vị, nên thành tâm sám hối các tội lỗi đó và tác phúc cho các vị. Thì Đức Phật cũng có dạy rằng oán thù thì nên cởi không nên kết, kết oán gieo thù thì đời đời kiếp kiếp khổ đau. Các tín chủ đã nhận ra lỗi lầm, thành tâm sám hối rồi thì các hương linh cũng hãy hoan hỷ nhận phần phúc báu và xả bỏ các oán kết với các tín chủ đi nhé. Rồi cả hai cùng phát nguyện nương tựa vào Tam Bảo mà tu hành sớm thoát khổ nhé. Tiếp theo, quý Thầy khai thị cho các vong linh thai nhi. Thì hơi này, các bé vong linh thai nhi bé bỏng đáng thương, hôm nay thì các con được về trong pháp hội này thì các con cũng cần hiểu rằng mình không được sinh ra làm người bị cha mẹ bỏ đi khi còn trong thai, thì đó đều là nhân quả của các con hết. Hoặc từ vô thủy kiếp trước các con đã từng bất hiếu kính với cha mẹ, hoặc là giết hại các chúng sinh từ trong thai trong trứng, nên bị ác nghiệp chi phối khiến các con không đủ được phước duyên được làm người. Thế thì đây chẳng phải hoàn toàn là do lỗi của cha mẹ các con. Cha mẹ các con chỉ là duyên để cho các con trả nghiệp mà thôi. Thì nay các con nếu hiểu được cái lẽ đó rồi thì không nên sinh những cái tâm oán cha trách mẹ nữa. Thì các con mà càng oán trách cha mẹ thì tội của các con càng nặng thêm và đau khổ sẽ nhiều hơn nữa. Các con hãy thành tâm sám hối tội lỗi của mình, rồi phát tâm quy y Tam Bảo tu hành để chuyển hóa cái ác nghiệp này đi. Thì chư Tăng cũng mong cho các bé vong linh thai nhi, các con sau hôm nay nếu bé nào đủ duyên thì tìm được gia đình có điều kiện tốt, bố mẹ đều là Phật tử thuận thành để sinh về làm con trong gia đình đó. Thế còn nếu bé nào chưa đủ duyên tái sinh thì trên sư phụ trụ trì cũng đã cho phép các con ở lại chùa để chăm hoa cảnh bòn phúc báu. Khi nào đủ duyên, đủ phúc thì sẽ được tái sinh vào những cái nơi tốt đẹp. Đấy, các bé thai nhi hoan hỷ nhé. Thì kính thưa quý Phật tử, với trí tuệ giác ngộ thì Đức Phật biết rõ các vong linh thai nhi không được sinh ra làm người, bị bỏ đi khi còn trong thai tạng là do ác nghiệp của các cháu. Thế nhưng mà các tín chủ chúng ta cũng cần nên biết rằng trong đó cũng có một phần cái duyên không tốt từ mình, hoặc là chúng ta đã từng có những lối sống nó buông thả nên mang thai ngoài ý muốn, hoặc chúng ta tin vào những cái điều tà kiến mà phải bỏ con, vân vân. Nói chung là chúng ta nếu mà cố tình phá bỏ thai vì bất cứ một cái lý do gì thì chúng ta cũng phạm vào cái tội sát sinh. Thế và cái tội này nó cũng sẽ đem lại nhiều những cái quả báo không tốt cho chúng ta. Đấy, các bé thai nhi mà không được sinh ra làm người, trong khi mà nhìn thấy những đứa bé khác lại được bố mẹ sinh ra
đấy, được bố mẹ yêu thương. Thế nên là các vong linh thai nhi này sẽ sinh ra những cái tâm oán giận và đố kỵ đấy, từ đấy mà nó có thể tác động vào trong cuộc sống của chúng ta, như là khiến cho cha mẹ bị bệnh tật, rồi anh em trở nên hư hỏng, đua đòi, chơi bời. Đấy, các vong linh thai nhi có thể tác động rất là nhiều vào cuộc sống của chúng ta. Thế cho nên đối với các tín chủ thì chúng ta cũng phải chân thành sám hối tất cả những cái tội lỗi mà mình đã gây ra đối với các vong linh thai nhi. Thế và chúng ta cũng nên nghe cái bài pháp phá thai và nghiệp lực, cũng như một số video liên quan đến vấn đề này mà trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh của quý thầy đã giảng ở trên YouTube, để mình được hiểu sâu sắc hơn về cái vấn đề này nhé. Tiếp theo là với các tín chủ cầu siêu cho các oan gia trái chủ tác động khiến thất thoát tài sản. Thì kính thưa các tín chủ, do kiếp trước chư vị có thể đã từng làm những cái việc bất thiện như là trộm cắp, rồi phá hoại, lường gạt, dối láo, chiếm đoạt tài sản của các vong linh, làm cho các vong linh bị rơi vào đau khổ. Đấy, vì vậy nên nay các vong linh này họ theo chư vị mà báo oán đòi nợ. Thế thì quý vị cũng nên biết rằng tất cả chúng sinh thì ai cũng yêu quý tài sản của mình, vì đồng tiền thì liền khúc ruột. Đấy, tài sản do người ta tạo ra bằng chính cái sức lực mồ hôi xương máu của mình. Vậy mà trong cái kiếp đấy chúng ta đã nhẫn tâm chiếm đoạt, nên các vong linh sinh tâm oán hận chư vị, thì điều này thì chúng ta cũng cảm thấy dễ hiểu thôi nhé. Thì nay quý vị ở đây thì cũng có người bị thất thoát tài sản, thì phần nào cũng đã thấu hiểu được cái nỗi khổ đấy mà trước kia mình đã gây ra cho các vong linh. Chúng ta từ nỗi khổ của mình mà mình suy ra, có thể trong tiền kiếp trước mình cũng đã gieo những cái sự đau khổ cho người khác như vậy. Đấy, vì vậy mà đối với các quý vị đang bị thất thoát tài sản thì các chư vị cũng phải khởi tâm tha thiết mà sám hối tội lỗi của mình với các vong linh. Thế và từ nay phải tinh tấn tu tập, đặc biệt là chúng ta phải giữ gìn cái điều đạo đức là không được trộm cắp. Đấy, để chúng ta không bị các cái quả báo ác nó hành mình nhé. Thế còn đối với các vong linh đang báo oán các tín chủ, thì hết thảy chư vị vong linh phải biết rằng chính mình cũng đã từng gieo cái nhân bất thiện về tài sản. Mình cũng đã từng trộm cắp, lường gạt, quỵt nợ, phá hại tài sản của người, nên mới chiêu cảm quả báo gặp các tín chủ đây làm hại. Thế nay các tín chủ đây đã biết quay về Tam Bảo, sám hối và phát tâm cúng dường Tam Bảo để hồi hướng trả nợ cho các chư vị vong linh. Thì như vậy, ở đây là các tín chủ không trốn nợ chư vị, thì các vị hoan hỷ cho họ trả nợ dần dần bằng các việc phước. Đấy, họ biết nương tựa Tam Bảo là ruộng phước bậc nhất. Thế rồi từ đấy sẽ tu tập, tạo các phước lành hồi hướng đến cho các chư vị, thì dần dần họ sẽ trả hết nợ cho các chư vị nhé. Vậy nên chư vị vong linh hãy hoan hỷ cho các tín chủ, rồi cùng các tín chủ đây thành tâm sám hối, rồi phát nguyện tu hành theo Phật để chuyển hóa cái ác nghiệp bất thiện này đi nhé. Kế đến, chư Tăng xin có lời khai thị cho các hương linh gia tiên. Thì hôm nay về trong pháp hội này cũng có những chư vị hương linh đã được con cháu cầu siêu về chùa rồi, nhưng mà chưa đủ phúc nên chưa được tái sinh. Thì hôm nay thân quyến của chư vị cúng dường hồi hướng thêm phúc báu cho chư vị, để chư vị được bớt khổ và thoát khổ, thì mong tất cả chư vị vong linh cũng hoan hỷ cho cháu con. Thế con cháu của chư vị mặc dù cũng rất thương và biết ơn đến chư vị, thì song họ còn có cuộc sống của mình, còn gia đình con cái, rồi là phải đối đãi bên ngoài nhiều thứ để lo cho cuộc sống của họ, nên cũng chưa tạo phúc để hồi hướng ngay một lần để chư vị sinh về cõi lành được. Thì chư vị cũng biết thế và cũng để hộ trì cho con, cho cháu nhé. Thế còn đối với chư hương linh lần đầu tiên mà được thân quyến cầu siêu về chùa, thì chư Tăng nghĩ rằng các vị có thể sẽ sinh những cái tâm giận trách cháu con thân quyến của mình. Có thể vì trước kia
họ chưa biết Phật Pháp nên đã không biết cúng lễ, hoặc là không biết tu tạo phước lành hồi hướng cho chư vị, hoặc là tà kiến sát sinh cúng tế cho chư vị khiến chư vị bị khổ hơn. Thì hỡi này hết thảy các hương linh, thì giờ đây cháu con và thân quyến của các vị đã biết đến Phật Pháp, làm đúng theo lời Phật dạy và hướng dẫn của chư Tăng, xin sám hối tội lỗi và tác phúc cúng dường cho chư vị, nên các vị được tăng thêm phúc báu, chuyển hóa nghiệp ác và có thể được sinh lên những chú xứ cao tốt hơn. Thì các vị hãy nương vào Tam Bảo mà tinh tấn tu hành cho mau thoát khổ nhé. Tiếp theo, chư Tăng có lời khai thị với chư vị hương linh mới mất trong 49 ngày. Thì hỡi này chư vị hương linh mà đang còn trong thân chúng ấm, thì đối với các chư vị 7 tuần này vô cùng quan trọng. Đối với các chư vị thì đây gọi là tuần định nghiệp. Thì trong thời gian này thì chư vị phải tinh tấn tu hành. Chương linh phải biết rằng vạn pháp trên thế gian này đều vô thường biến đổi. Đến ngay như cái thân xác của chư vị còn đã biến thành tro hoặc là đang thối rữa. Thế nên không gì là tồn tại mãi mãi. Vì vậy các chư vị chẳng nên đắm chấp vào tài sản, thân xác hoặc là mồ mả. Còn đối với thân quyến thì có sum họp thì có chia lìa, chẳng nên ái luyến mà sinh tâm sầu khổ. Đức Phật dạy tất cả chúng sinh trôi lăn trong luân hồi sinh tử này đã vô lượng kiếp. Chúng ta đã từng có vô lượng các thân quyến và cũng đã vô lượng lần từ bỏ thân quyến mà ra đi, tái sinh vào những cảnh giới khác nhau. Vì vậy cho nên các chư vị đến kiếp này cũng vậy, chúng ta lìa bỏ thân quyến của mình thì cũng giống như vô lượng những lần trước mình đã rời bỏ thân quyến mà ra đi. Vì thế cho nên các chư vị cũng không nên ái luyến vào thân bằng quyến thuộc nữa nhé. Các chư vị đã tái sinh sang một cảnh giới khác rồi, không còn như trước nữa, cho nên các chư vị cần phải biết như vậy. Trong giờ phút này các chư vị cần phải định tĩnh thức thần, phát khởi thiện tâm và dẫn hướng nghiệp lành để chúng ta sớm thoát qua cảnh khổ. Thì hôm nay cũng thật là duyên lành cho các chư vị vong linh, vì các chư vị có thân quyến biết đến Phật Pháp theo sự chỉ dạy của Sư Phụ và Chư Tăng mà tu tạo phước lành, hồi hướng cầu siêu độ cho chư vị, thì đây là nhân duyên mà các chư vị sẽ được cứu độ. Vậy nên đối với các chư vị vong linh còn đang trong thân chung ấm thì các chư vị hãy hoan hỷ nhận cái phần phúc báo mà gia đình cúng dường rồi tinh tấn tu hành. Thế và dù có tội lỗi gì đi chăng nữa, khi còn sống các chư vị đã gây tạo thì các chư vị hãy thành tâm mà sám hối. Nhờ vậy mà tội nặng thì dần tiêu, và thêm gia đình trợ duyên giúp thêm phước lành thì sớm được chuyển nghiệp, thì các chư vị sẽ được bớt khổ đau nhé. Kế đến, quý Thầy có lời khai thị với các oan gia trái chủ trên đường tình duyên của các tín chủ. Thì trước tiên là đối với chư vong linh theo tín chủ vì các lời thề nguyền, thì hỡi này chư vong linh, do kiếp trước các vị hoặc đã là vợ chồng hoặc là tình nhân lặng lời thề nguyền với nhau, hoặc là có nhân duyên ái kết với các tín chủ đây, nên theo cái duyên ấy mà cản trở đường tình duyên của các tín chủ, cản trở khiến cho các tín chủ đây không lấy được vợ, rồi không lấy được chồng, hoặc là khó lấy vợ, khó lấy chồng. Thế thì chư vị phải biết hết thảy những cái lời thề nguyền đó trong cái kiếp đấy các chư vị phát ra đều là từ vô minh. Đức Phật thì Ngài biết rõ tâm của chúng sinh là vô thường, khi yêu khi ghét đấy, lúc giận lúc vui, không có cố định đấy. Thế và hơn nữa thì tất cả chúng sinh luân hồi
theo cái nghiệp thiện ác của mình. Tuy kiếp này sống cùng một gia đình, thế nhưng mà sau khi chết thì cái chỗ tái sinh sang kiếp sau nó lại không đồng. Vì thế mà tình cảm cũng vậy, chẳng thể bền chắc được. Thế nên các chư vị vong linh cũng không nên cố chấp vào cái lời thề nguyện trong tiền kiếp, nếu mà chư vị còn đang ôm giữ ở trong tâm. Hôm nay về đây đối trước Tam Bảo hiện tiền chư Tăng, chư Tăng sẽ chứng minh cho hết thảy các chư vị xả bỏ những các cái lời thề nguyện đấy. Thế và cùng với các tín chủ đây phát tâm Bồ Đề, kết làm bạn lữ tu hành theo chánh pháp, sẽ sớm cắt ái thoát khổ nhé. Thế còn đối với chư vong linh oan gia trái chủ mà trước đây các tín chủ đã phá hoại hạnh phúc của chư vị, thế hôm nay chư vị vong linh, các tín chủ đây trong tiền kiếp có thể đã từng giật chồng rồi cướp vợ, chia rẽ nương duyên, hoặc là ganh ghét với hạnh phúc của các chư vị đang có, khiến nay chư vị theo các tín chủ đây để báo oán. Thế hôm nay chư hương linh, với cái thấy của phàm phu thì các tín chủ đây là người phá vỡ hạnh phúc của chư vị, nhưng mà với con mắt trí tuệ trong Phật Pháp thì thấy rõ cái lương duyên của chư vị trong quá khứ tan vỡ đều là do duyên nghiệp của chư vị với người thương của mình đã hết. Trên thế gian có sum họp thì có chia ly, có yêu thì có ghét, đấy, không gì tồn tại mãi được. Chư vị trong tiền kiếp có duyên với ai trong một khoảng thời gian nào đó, thế nhưng mà hết duyên đó thì họ cũng sẽ rời bỏ chư vị mà ra đi. Đấy, Đức Phật dạy ái là gốc khổ, còn yêu còn ghét thì là còn khổ. Thế hai cái yêu ghét này nó trói buộc và đày đọa chúng sinh trong vô lượng kiếp. Bao giờ chúng ta phải đoạn hết các ái đi thì mới thật là an vui. Thì các vị hãy xem như sư phụ và chư Tăng ở chùa đi xuất gia đây nhé. Thì quý thầy như sư phụ thì ngài đã đoạn ái rồi, thế còn như chư Tăng đây thì cũng đang trên lộ trình nương theo sư phụ để thực tập, để đoạn đi những cái ái luyến. Thì nên tâm của chư Tăng hạnh phúc hơn và thảnh thơi hơn chư vị đấy. Thì chư Tăng cũng mong nguyện cho chư vị được thấy cái sự thảnh thơi đó mà phát sinh cái tâm nhàm chán đối với ái dục, thế rồi nhận phần phước mà các tín chủ cúng dường hồi hướng cho, về chùa tu tập theo chư Tăng để sớm thoát khổ nhé. Thì tiếp theo chư Tăng khai thị cho chư vị vong linh trên đất. Thế hỡi này chư vong linh, do các vị chấp trước vào chỗ ở hoặc chấp vào xương cốt mình ở đó, cho nên không siêu thoát đi được, mà cứ nghĩ cái đất này nó là của tôi, đây là chỗ ở của tôi, nên là tôi phải ở đây. Thì nay các chư vị cần phải giác ngộ rằng Đức Phật dạy rằng vạn pháp là vô thường, không có gì là bền chắc, không có gì là của tôi cả. Đấy, không có ai nắm giữ được một cái gì mãi mãi. Đấy, tất cả đều sẽ phải trôi qua như những đám mây trên bầu trời vậy. Thì hôm nay các tín chủ cúng dường cho các vị để các vị bỏ được cái chỗ đất ấy và nương theo phúc báu cúng dường của tín chủ chuyển cho các vị để cho các chư vị được về chùa đây tu tập, về được cái chốn thanh tịnh này là phước duyên thủ thắng cho các chư vị. Thì hàng ngày các chư vị sẽ được nghe kinh thính pháp, được làm các việc hộ trì Tam Bảo, lại được thọ thực no đủ, rồi khi mà đủ duyên thì sẽ được tái sinh về các chỗ cao tốt. Đấy, như thế thì có phải tốt hơn không nhé? Nếu mà các chư vị cứ ở cái nơi đất ấy mà tranh chấp với các tín chủ đây, thế thì họ cũng đâu có hay biết gì đâu. Đấy, vì họ còn là người trần. Đấy, thế khi ấy các chư vị lại nổi sân lên tìm cách mà ác hại các tín chủ, thì các chư vị lại tạo thêm ác nghiệp và đọa lạc sẽ càng sâu hơn, càng đau khổ hơn nhé. Thì kính thưa các quý Phật tử, các gia đình tín chủ, thì trên đất nhà chúng ta đang ở từ vô thủy kiếp trước có thể đã là nơi ở của nhiều loài chúng sinh rồi. Đấy, hoặc là do chiến tranh loạn lạc người ta chết ở đấy, hoặc là chết trôi, chết giạt, vân vân. Đấy, họ
trôi cái xác đến đấy. Đấy cho nên họ chấp cái đất ấy nó là của họ. Thế cho nên các vong linh khi mà đã chấp rồi, đã cho cái mảnh đất ấy là của họ rồi, thì họ có thể tác động vào đời sống của mình rất là nhiều việc khi mà chúng ta đến cái mảnh đất ấy chúng ta ở. Đó. Thế cho nên là đối với các tiến chủ thì chúng ta cũng nên làm thật nhiều việc phúc báu như cúng dường tam bảo, rồi hồi hướng cầu siêu độ cho họ, đấy, để cho họ được tăng phúc. Thế rồi những tín chủ nào mà đang tu tập theo chùa rồi thì cũng nên thỉnh mời họ về để tu tập chung, để họ giác ngộ. Khi họ giác ngộ rồi thì họ sẽ dễ siêu thoát và cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên an lành hơn nhé. Thì tiếp theo, với các tín chủ cầu siêu cho các vong linh theo bùa chú tà kiến hợp duyên. Thì thưa các tín chủ, thì trước đây có thể trong quý vị có người chưa biết đến tam bảo, chưa hiểu về nhân quả, nên chúng ta đã làm những cái việc tà kiến, hoặc là chúng ta mang bùa về nhà để trấn yểm, hoặc tin vào những cái thuyết phong thủy, rồi mua những cái đồ vật tà vậy về để trang trí trong nhà, hoặc là tin theo đồng cốt, rồi lập điện lập phủ, hoặc thờ tự cây hương trung thiên, vân vân, với cái mong muốn là cho mình và gia đình được bình an và ăn nên làm ra. Thì nay các tín chủ đã biết đến Phật Pháp, đã tiếp cận được với chính pháp của Phật, thì chúng ta cần học hiểu và tư duy về nhân quả nhé. Chúng ta mà muốn giàu sang thì phải giữ cái giới không trộm cắp và phải chăm chỉ bố thí. Muốn khỏe mạnh sống lâu thì phải giữ giới là không sát sinh, và chúng ta sống yêu thương tha thứ với mọi người hơn nữa. Đấy, rồi chúng ta phải biết phóng sinh cứu vật. Đấy, muốn có uy tín và được mọi người tin trọng thì chúng ta phải giữ gìn cái giới là không nói dối, và muốn được thông minh trí tuệ thì chúng ta không được nghiện ngập bê tha mà phải chăm nghe pháp, học pháp, tư duy pháp. Đấy, đấy là những nhân để chúng ta được những cái phúc báu. Thế ngoài ra thì quý vị cần phát tâm Bồ đề, đấy, hộ trì tam bảo, truyền tải Phật pháp rộng đến khắp nhiều người thì nghiệp tà kiến của chư vị sẽ được chuyển hóa. Thế còn đối với các vong linh trên cái nghiệp này thì do nhiều đời nhiều kiếp chư vị đã tu hành lạc đạo, rồi tà kiến mê lầm, nuôi tâm nô lệ, rồi chịu sự sai sử, đấy, các vị không được khai mở trí tuệ, tâm thức thì tối tăm, không phân biệt được thiện ác, làm theo sự sai khiến của các thầy tà, đấy, được các tín chủ rước về nhà. Thế và các chư vị đã theo cái sở hành tà kiến của mình, các vị thực thi nhiều phần là ác nghiệp, gây khổ cho tín chủ, gây khổ cho mình. Thế cho nên chư vị ngày nay biết rằng là các chư vị cũng còn được một chút phước tồn dư trong quá khứ nên mới được cúng cấp đầy đủ. Thế nhưng mà do cái hành nghiệp tà kiến không tạo thiện nghiệp, đấy, một khi cái phước cũ hết thì chư vị sẽ chịu đọa lạc đau khổ. Đức Phật dạy rằng chỉ có nương tựa vào tam bảo là nơi vững chắc nhất, giúp cho chúng sinh tu hành đạt được giác ngộ, giải thoát, an vui. Còn nương tựa vào bất cứ tà giáo nào thì cũng bị trói buộc khổ đau, đấy, đều bị làm tay sai, đều bị sai sử. Thế cho nên hôm nay các chư vị trên cái nghiệp tà kiến này có duyên với tam bảo thì phải một lòng nương tựa vào tam bảo, tu theo chánh pháp để từ bỏ sự tà kiến của mình đi nhé. Thì cuối cùng thì chư tăng xin có lời với các chư vị chư thiên chư thần linh hộ trì cho các tín chủ. Thì hỡi này các chư vị, có thể do trong tiền kiếp trước các chư vị đã được các tín chủ đây cứu độ các vị, hoặc từng là thân bằng quyến thuộc của nhau, cho nên thời gian qua các vị với oai lực của mình theo để báo ân đáp nghĩa bằng cách hộ trì cho các tín chủ đây trên nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Thế cho nên các tín chủ đây cuộc sống được hạnh phúc hơn, ăn nên làm ra. Đấy, hôm nay các tín chủ đây với tâm biết ơn và đền ơn với chư vị nên họ biết cúng dường tam bảo để bồi phước thêm cho chư vị, để chư vị được tăng trưởng thêm oai lực. Đấy, tăng thêm oai lực rồi thì cũng mong hết thảy chư vị hộ trì cho các tín chủ đây vững tâm tin vào tam bảo,
ấy, tin vào chính pháp để đời đời kiếp kiếp họ được hạnh phúc. Thế và cũng từ nhân duyên đấy mà các chư vị cũng sẽ được tăng trưởng phước lành nhé. Thì vừa rồi hết thảy chư vị chư thiên chư thần cùng các vong linh đã được nghe chư tăng khai thị, các vị đã hiểu được phần nào về nhân duyên nghiệp quả mà dẫn đến mối ân oán giữa chư vị với các tín chủ. Đấy, phần nào thấy được tội lỗi trong nhiều kiếp mà mình đã từng gây ra. Thì quý Thầy một lần nữa mong chư vị giác ngộ rằng trên thế gian này không có ai là kẻ thù của mình cả, chỉ có duy nhất vô minh là kẻ thù chung của tất cả chúng ta. Vì vô minh mà sinh ra các ác nghiệp tội lỗi, cũng vì vô minh mà khiến chúng ta gieo thù kết oán với nhau. Đấy, vậy nên chúng ta cần phải cùng nhau đoạn trừ vô minh. Mà muốn đoạn trừ vô minh thì duy nhất chỉ có con đường tu theo chính pháp của Phật. Đấy, vì vậy nay chư tăng sẽ hướng dẫn cho hết thảy các chúng trong cõi tâm linh cũng như các tín chủ đồng hướng về Tam Bảo để sám hối các tội chướng mà trước đây do vô minh đã tạo ra, rồi tất cả đồng phát nguyện quy Tam Bảo. Thế và sám hối là gì? Sám là ăn năn đối với các lỗi cũ mà mình đã gây ra, còn hối là từ nay xin sửa đổi các lỗi lầm ấy và cố gắng sửa đổi tâm ý hành động, lời nói để không làm các việc ác nữa. Thì giờ này thỉnh các chư vị chư thiên chư thần cùng chư hương linh cùng các tín chủ đồng quỳ chắp tay hướng lên Tam Bảo nhất tâm sám hối, rồi các chư vị tâm tưởng miệng niệm theo chư tăng, các tín chủ nói theo để cùng sám hối.